Chào các bạn. Trước khi mà chúng ta bắt tay vào chúng ta làm trang chủ ha, thì tôi chia sẻ cho các bạn một số những kinh nghiệm khi chúng ta làm website. Thì các bạn đã đi qua tất cả những bài học trong cái khóa học này của tôi. Đầu tiên là từ HTML, CSS, rồi chúng ta qua JavaScript, chúng ta đi đến jQuery, rồi chúng ta đến Responsive, đến Bootstrap. Thì mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là cung cấp cho các bạn những cái nền tảng, những cái khái niệm rất là căn bản và gọi là nó để các bạn nắm rõ, nắm sâu về cái vấn đề gọi là thiết kế web là như thế nào và những cái công nghệ web chúng ta xài ra làm sao, cái tính tiện lợi đối với người dùng là như thế nào, và các bạn cũng đã nắm kỹ, nắm sâu tất cả những cái phần đó rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta để xây dựng một cái website, nếu như mà chúng ta gọi là chúng ta cứ gõ code gọi là từng dòng như chúng ta đã làm, thì chúng ta làm một cái website nó rất là tốn thời gian, rất là tốn thời gian và đôi lúc là nó có những cái gì các bạn nó có sự sai sót, sai sót. Thì đối với tôi, khi mà chúng ta xây dựng cái website á, đầu tiên là tôi đi tìm những cái template, tôi đang đặt cái vấn đề là đối với vai trò là các bạn muốn xây dựng một cái website cho khách hàng, xây dựng một website theo đơn đặt hàng, và chúng ta là cái người tự thiết kế ra cái gọi là những cái website rồi chúng ta đưa cho họ duyệt. Thì tôi khuyên các bạn là chúng ta nên đi tìm những cái template trước, bởi vì hiện tại trên internet chúng ta có rất là nhiều cái nguồn mà nó cung cấp miễn phí cho chúng ta. Thì khi mà chúng ta sử dụng những cái template này là người ta đã làm hết rồi và người ta cũng đã dùng những công nghệ mới nhất mà chúng ta đã học, ví dụ như Responsive Bootstrap. Chúng ta phải tìm những cái template nó có support cái vấn đề đó, nó có support các bạn ha. Bởi vì khi mà nó support vấn đề đó thì nó mới đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta chạy trên tất cả thiết bị ha. Thì chúng ta phải tìm những template đó. Cái thứ hai là khi chúng ta phát triển cái website của chúng ta thì chúng ta nên tìm những cái thư viện jQuery, những cái thư viện mà nó support cho các bạn khi các bạn làm nó nhanh hơn. Ví dụ những cái slider như thế này, chúng ta ngồi chúng ta gõ code thì nó cực kỳ lâu và có thể nó không ra nữa. Nhưng người ta đã cho chúng ta những cái slider này rồi, và cũng trong cái bài gọi là jQuery slider, tôi cũng hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta tìm một số cái slider, đúng không nào? Thì tương ứng với những cái template, người ta cũng cung cấp sẵn cho các bạn những slider này. Thì để chúng ta xài như thế nào, bởi vì chúng ta đã có kiến thức, tôi đã cung cấp cho các bạn toàn bộ những kiến thức, thì từ những kiến thức đó các bạn có thể tự tìm hiểu những cái thư viện jQuery. Bởi vì chúng ta đọc code chúng ta hiểu, chúng ta đã có được cái kiến thức rồi, kiến thức nền tảng rồi, thì chúng ta không sợ một cái thư viện nào cả. Chúng ta cũng có thể mở ra chúng ta đọc trên cái thư viện đó người ta viết như thế nào, những khai báo như thế nào, rồi những thêm lớp, add lớp như thế nào. Và chúng ta đọc cái template thì chúng ta cũng biết được là gì các bạn. Người ta chia bootstrap ra làm sao, chúng ta có thể thay đổi những bootstrap đó. Thay vì người ta chia 2 cột thì chúng ta chia làm 3 cột, làm 4 cột, vân vân. Bởi vì chúng ta đã có được cái nền tảng cho nên chúng ta chia thoải mái. Chúng ta sử dụng template bằng cách là gì? Là chúng ta có thể gọi là tìm một cái template nó na ná giống với yêu cầu của người dùng, rồi sau đó chúng ta customize cái template đó, chứ không phải là chúng ta có thể xài luôn cái template, mà chúng ta có thể customize. Bởi vì bằng những cái tri thức chúng ta đã học được, chúng ta cách chia layout, cách dàn layout, rồi chúng ta những bố cục tính thân thiện người dùng, các bạn đã qua hết trong khóa học này rồi, thì chúng ta có năng customize những cái layout đó, chúng ta có thể điều chỉnh những cái layout đó để làm sao nó phù hợp với lại cái yêu cầu của người dùng mà người ta đặt ra cho chúng ta. Thì một cái thư viện mà nó một cái nơi mà tôi thấy rằng là cung cấp rất nhiều cái layout. Đây, các bạn vào W3 Layout. Thì hầu hết những cái dự án trên MyClass đều sử dụng những cái nguồn tại đây, thì nó có những cái danh mục ở đây. Các bạn tùy theo những cái tương ứng của mình mà chúng ta chọn những cái template. Thì tôi nhấn mạnh đây chỉ là những cái template chứ không phải là một cái web thật sự. Những cái template là những cái mà chúng ta học trong khóa học này để chúng ta dàn layout thôi. Còn để học thật sự về để chúng ta viết code server, để xử lý backend, thì các bạn phải học thêm PHP hoặc là các bạn học thêm ASP.NET, và các bạn cũng có thể là chúng ta học về cái WordPress mà trong cái khóa học sắp tới tôi dạy cho các bạn WordPress. Thì chúng ta cũng phải hiểu Bootstrap là gì, Responsive là gì để chúng ta có khả năng sử dụng những template này, Cho nên mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là hướng dẫn cho các bạn sử dụng những kiến thức đã học để chúng ta xài những template như thế này. Thì các bạn có thể search những template tương ứng cho mình, ví dụ
các bạn muốn bất động sản các bạn chọn ở đây, chọn game các bạn chọn ở đây, các bạn chọn fashion các bạn chọn ở đây, những bạn chọn về spa hay là beauty community có rất là nhiều shopping online đây. À, ví dụ chọn một web bán hàng đây, chúng ta chọn thì trong này có rất là nhiều cái template cho các bạn, à, rất là nhiều template này các bạn, rất là nhiều. À, ví dụ ở đây tôi chọn cái e-shop, à, các bạn có thể chọn cái này. À, đây là một cái luxury watch, chúng ta trong một cái bài tập tôi phải cho các bạn làm. À, hoặc là các bạn có thể chọn cái shop list đây, tôi bấm vào một cái thì các bạn thấy, thì các bạn có thể xem cái thằng demo đây, bấm demo. À, chúng ta bấm demo rồi đợi tí các bạn ha. Thì đây các bạn thấy demo của nó này, à, rất là đẹp đúng không nè, nó thiết kế gọi là những gì bạn rất là hoàn hảo, à, rất là hoàn hảo cho chúng ta ha. À, thiết kế tất cả rồi, nó cho các bạn test nè trên iPad lật ngang, à, nó cũng được, nó cho các bạn test trên thiết bị di động này các bạn, nó thiết bị di động đúng không, menu rất là ok ha. À, chúng ta phải tìm những cái template nó hỗ trợ dòng dạy các bạn, à, tìm những cái template nó hỗ trợ đầy đủ những cái thiết bị di động nằm ngang nằm dọc kiểu gì cũng được cả, à, nó kiểu gì cũng được, trên điện thoại này cũng được luôn, được chưa? Đó thì chúng ta phải tìm những template đó, à, tìm những cái template như thế này. Nếu mà chúng ta tìm xong rồi chúng ta ưng ý thì trên này nó có những tính năng, ví dụ cho các bạn là download template, rồi chúng ta có thể khi mà chúng ta download template này thì có thể nó gắn một số cái link, cái backlink, à, backlink quảng cáo của nó. À, còn nếu các bạn muốn là remove những backlink thì chúng ta gọi là chúng ta donate, có nghĩa là chúng ta từ thiện, chúng ta góp cho nó bao nhiêu tiền đó, $5 chẳng hạn, để chúng ta xài luôn và không có cái backlink. Còn nếu như các bạn gọi là chúng ta muốn tiết kiệm chi phí thì các bạn vẫn bấm cái này, chúng ta download free. Đây, đây là những cái các bạn gọi là để giúp nó phát triển tiếp theo thì chúng ta có thể cho nó từ thiện, hoặc là chúng ta không có gì cả thì các bạn là no thanks, just let me download, thì chúng ta download về. À, chúng ta bấm vào thì nó sẽ đào cái file đó về, đào cái thư mục đó về cho các bạn, và các bạn mở lên. Thì khi các bạn mở lên thì nó sẽ có tất cả những cái này. Đây ví dụ như cái dự án 2 tôi sẽ cung cấp cho các bạn nè. CSS nè, có font, có image, có Java script và tất cả những cái file mà nó đã dàn layout hết rồi, nó dàn layout hết cho các bạn ha. À, thì đây là một cái cách mà chúng ta khi chúng ta làm nó thực hiện nhanh hơn ha. Chúng ta đẩy nhanh tiến độ của website chúng ta, không phải chúng ta hì hục ngồi chúng ta code từ đầu đến cuối, mà chúng ta tận dụng những cái gì mà người dùng đã cái thế giới đã cung cấp cho chúng ta, à, và chúng ta cố gắng tuân thủ theo những cái bản quyền của nó, ví dụ license free thì chúng ta xài, à, chúng ta xài để chúng ta góp ích cho cái xã hội của chúng ta. À, đó là chúng ta sử dụng template, à, sử dụng template, à, và chúng ta sẽ sử dụng những cái thư viện mở, ví dụ jQuery gì đó, slider, à, những cái jQuery slider để chúng ta xài cho nó nhanh các bạn ha. Thì đó là một cái số những kinh nghiệm mà tôi chia sẻ cho các bạn khi chúng ta làm với cái website, làm với website của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta quay lại cái bài học, quay lại bài học là chúng ta làm cái trang chủ. Thì ở đây tôi cũng nhằm mục đích là nhanh, thì tôi sẽ đi theo cái layout của người dùng và tôi sẽ phân tích và hướng dẫn chỉ cho các bạn từng phần trong này. Rồi sau đó các bạn có thể code dần theo cũng được, chúng ta gọi code một lần để chúng ta nhớ, hoặc là các bạn có thể xem như là chúng ta hiểu rõ trong cái layout. À, trong từng cái template chúng ta tải về, chúng ta sẽ muốn modify nó như thế nào, được chưa nào? Rồi, đầu tiên thì khi tôi download về, tôi mở cái file index.html. Tôi sẽ chỉ cho các bạn phân tích từ trên xuống dưới, ha, từ trên xuống dưới. Đầu tiên là cái phần header của chúng ta, cái phần header của chúng ta. Thì các bạn nhìn thấy cái phần header chúng ta có cái background và hai phần, một phần bên trái và một phần bên phải. À, một phần bên trái, một phần bên phải. À, rồi, chúng ta tạo, đầu tiên chúng ta có thể head, chúng ta có title là đương nhiên, cái title đây các bạn, à, title chúng ta đã đi qua. Rồi chúng tôi gắn vào những cái, đầu tiên là CSS Bootstrap để chúng ta sử dụng Bootstrap đúng không các bạn. Rồi chúng ta gắn jQuery vào, chúng ta gắn jQuery min, minify, à, và chúng ta không modify, không cần modify trên này, chúng ta sẽ min là minify để cho nó tiết kiệm, à, cái dung lượng file ha. Rồi chúng ta có một cái custom theme files. Thì cái style.css này là những cái style do tự chúng ta định nghĩa các bạn ha, do tự chúng ta định nghĩa. Có nghĩa là chúng ta muốn custom cái màu, màu sắc hay là những cái phong hay là những cái gì các bạn, cái phong rồi cái phong chữ, cái menu, cái style cho những cái này thì chúng ta bỏ hết. Nghĩa là đây là cái file của chúng ta do chính chúng ta code, à, thì chúng ta bỏ trong cái style.css. Được chưa nào? Rồi viewport chúng ta đã nói ha, để chúng ta xài HTML viewport và cho responsive bootstrap phải có cái viewport này, hai cái này, được chưa nào? Character set chúng ta dùng từ F8 để chúng ta có được hiển thị được cái ký tự là Unicode. Rồi tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm cái chữ là meta ha, meta.
Thì khi các bạn làm web nó có một cái khái niệm là SEO thì gọi là SEO. Đây là một khái niệm là Search Engine Optimize mà tôi cũng đã trình bày cho các bạn trong những cái bài học mở màn của cái khóa học này. Thì một trong những cái liên quan đến SEO thì các bạn phải có định nghĩa những từ khóa. Thì các bạn thấy này, meta name bằng keyword là những cái từ khóa. Thì những cái từ khóa này để giúp ích cho Google định danh ra cho chúng ta những cái từ khóa liên quan đến cái website của chúng ta. Và khi người dùng tìm những cái từ khóa đó, nếu như mà chúng ta làm SEO tốt, thì những từ khóa chúng ta định nghĩa ở đây nó sẽ lên top 1 của Google. Nó sẽ lên top 1 của Google các bạn ha. Thì đây là những từ khóa mà liên quan đến cái trang web của chúng ta, liên quan đến trang web của chúng ta ha. Ví dụ như các bạn sẽ thấy khi tôi search những cái từ khóa mà liên quan đến về học Android chẳng hạn. Đây, thì các bạn có thấy này. Học lập trình Android. Đó, ví dụ các bạn sẽ thấy nè, ví dụ lập trình Android, chúng ta sẽ có những cái lên top top 1 Google, top trang 1 để các bạn thấy nè, ha, ví dụ MyClass khóa học lập trình Android chẳng hạn, ha, lập trình Android. Hoặc là chúng ta có gì các bạn lập trình web. Đây, lập trình web, lập trình web, ví dụ lập trình PHP căn bản của MyClass lên top 1, vân vân. Thì đó là những cái liên quan đến SEO và các bạn phải bỏ vào trong cái meta keyword. Thì đó là một phần của SEO cho các bạn ha, một phần của SEO thôi, một phần của SEO thôi. Đây tôi định nghĩa những cái trang này, ha, định nghĩa những cái title này cho các bạn ha. Rồi chúng ta đi tiếp. Đây chúng ta sẽ gắn bootstrap chấm jQuery áp lộng bootstrap min ha, để cái chấm js cho cái thư viện bootstrap của chúng ta. Trong cái đồ án này chúng ta cũng xài một cái gọi là gì các bạn, cái gọi là cái giỏ hàng ha, cái giỏ hàng. Thì trong này nó có sẵn cái symbol card. Symbol card nó làm những cái nhiệm vụ như thế này các bạn. Ví dụ tôi bấm vào cái này, bấm vào giỏ hàng, thêm vào giỏ hàng. Lập tức trong giỏ hàng chúng ta có một và nó cộng với cái giá vào 599 này, các bạn thấy này, 599 đô. Tôi bấm vào đây nó cộng thêm, tự động cộng thêm cái giá và nó thêm vào cái giỏ hàng. Đó, nó thêm vào giỏ hàng. Thì đây là một cái thư viện jQuery người ta đã làm sẵn. Khi chúng ta lập trình thì chúng ta can thiệp vào code để chúng ta xử lý cái vấn đề này. Còn trong cái này người ta chỉ dàn layout cho các bạn ha. Khi nó đơn giản là nó bấm vào cái chỗ nào thì nó tích lũy thêm một, nó tăng thêm một và nó cộng cái giá này. Thì trong cái thư viện jQuery này, cái thư viện Simple Card này nó làm cái việc đó cho các bạn, nó làm việc đó. Rồi tiếp theo, chúng ta xài một cái liên quan đến slider. Đây các bạn thấy slider này, liên quan đến slider thì nó insert cái gì các bạn, cái slider vào cho các bạn slider.css. Thì sau những cái liên quan đến phần gọi là xài cái body á, liên quan đến chỗ xài slider thì nó sẽ chèn cái strip slider vào, chèn cái JavaScript slider, jQuery slider vào cho các bạn. Đến phần đó tôi sẽ giới thiệu ha. Còn ở đây nó tạm thời nó chèn trước cái chấm CSS thôi. Thì đó là đầu tiên tôi nói về vấn đề là cái head của chúng ta ha, cần những cái thông tin gì. Tôi đã trình bày rồi, head xong. Rồi tiếp theo đến cái header ha, cái header là cái này ha, bên một phần bên trái, một phần bên bên phải và cái background. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta làm việc trước cái thằng header. Đây là cái phần header ha, chúng ta có cái phần header đây các bạn. Khi chúng ta re chuột vào thì trên này nó sáng lên đúng không, phần header nào, đúng chưa nào. Rồi trong cái phần header thì các bạn thấy nó định nghĩa một cái header top strip, có nghĩa là nó đang muốn full nha các bạn ha, nó full. Và các bạn thấy nè, nó định nghĩa cái màu ha, cái màu color đây, background color, và nó bật đi đó, nó bật đi đó các bạn, nó bật đi rồi nó background. Thì các bạn không muốn chọn màu này chúng ta có thể sửa màu. Đây, chúng ta có sửa màu bất kỳ màu gì các bạn muốn nha, chúng ta có sửa màu trên này được chưa nào. Nhưng mà khi sửa màu thì các bạn nhớ chúng ta nên sửa màu, chúng ta tìm cái màu khi nãy thì chúng ta replace tất cả, người ta thay thế cho nó cùng màu, nó cùng cái style, chứ không thể nó vừa màu này vừa màu kia thì nó rất là chói, rất là chói. Đó là chúng ta thay đổi về cái thể tích màu của chúng ta ha. Và bây giờ chúng ta chia hai phần, phần bên trái và phần bên phải, các bạn nhìn chia hai phần thì các bạn thấy chúng ta có một cái bootstrap là chúng ta khai báo container. Khai báo container, container này để làm gì các bạn, để chúng ta muốn là nó không phải là full 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 rộng, mà nó chỉ là gì các bạn, nó nằm trong một cái box là container, thay vì container flood đúng không các bạn. Container là nó nằm trong cái box và các bạn thấy nó nằm trong khu vực ha, chúng ta không muốn full ra ngoài thì nằm trong khu vực, thì chúng ta xài bootstrap là container. Bootstrap là container. Tiếp theo chúng ta có làm hai này các bạn, chúng ta chia làm hai đây. Đây chúng ta chia làm hai thì các bạn thấy này, một cái header là top left và một cái header right, top left và right. Thì chúng ta chia hai cái CSS này. Left thì chúng ta sẽ bỏ những cái liên quan đến, thì chỗ này các bạn thấy nè, chúng ta khi mà có những cái item như vậy chúng ta nghĩ đến chúng ta xài UL
À, chúng ta có UL và chúng ta có hai cái LI, đúng không nào? Hai cái LI. Rồi, tôi xài hai cái LI này như thế nào? UL này các bạn và LI. Thì LI này các bạn thấy có một cái biểu tượng, đúng không nào? Và một cái chữ. Thì biểu tượng chúng ta xài gì các bạn? Trong cuốn sách chúng ta xài gì? Xài gì? Rồi chúng ta xem đây. À, trong cái biểu tượng. Đây các bạn ha, à, các bạn thấy nè. Đây trong bút chúng ta có before này các bạn. À, thì khi mà chúng ta khai báo cái span, ta khai báo là chúng ta xài clean ficon. Rồi chúng ta xài clean ficon gì các bạn? User để nó có được cái biểu tượng này, đúng không nào? Để có được cái biểu tượng này. Khi các bạn viết như vậy thì tự động lập tức là nó sinh ra một cái span cho các bạn. Cái thể cái before đây là trong CSS3 các bạn ha. Cái before này nó tự động thêm vào. Khi chúng ta ghi clean ficon và clean ficon user thì cái trong bootstrap này các bạn, bootstrap này nó có sẵn clean ficon và nó có cái content. Có nghĩa là cái nội dung của cái biểu tượng này là cái nội dung như thế này. À, mỗi cái biểu tượng này các bạn, giả sử như cái này chẳng hạn thì nó sẽ có cái content khác nhau. Đây các bạn nhìn dưới này. Các bạn thấy chữ before luôn luôn before ha, à, before và các bạn thấy content là khác nhau. Ha, à, cái này bootstrap tự động làm, tự động thêm cho các bạn. Các bạn cứ gõ là cái span nè, class bằng clean ficon lock thì lập tức nó sẽ hiểu. À, cái clean ficon lock này là cái biểu tượng có cái content là như thế này. Đây, các bạn nhìn cái đoạn code của chúng ta ha. À, đoạn code index. Đây, header tôi, title tôi gom lại, header tôi gom lại, đúng không nào? Head gom lại. Rồi, trong cái header này các bạn, đây, chúng ta chỉ cần khai báo là gì? Span nè, đúng không nào? Class bằng clean ficon user. Vậy thôi. Và chúng ta có chữ login. Tương tự, thằng này chúng ta cũng có clean ficon lock. Lock là giống như cái ổ khóa, lock ổ khóa. Được chưa nào? Thì lập tức là nó gì các bạn? Là nó tạo cho chúng ta là cái chữ before. Before là cái nội dung của thằng này, nội dung của cái ký tự này. Được chưa nào? Như vậy chúng ta đã phần bên trái chúng ta đã tạo hai cái liên kết và chúng ta gắn vào hai cái trang các bạn thấy href bằng account.html và regex.html. À, thì các bạn có thể xem tham khảo bấm vô là đi đến trang gì các bạn? Trang đăng ký thành viên, trang đăng ký thành viên. À, tôi bấm vào tạo mật khẩu thì nó sẽ đi đến cái trang là gì? À, đăng ký thành viên. Đây là trang đăng ký thành viên. Thì trong cái login, trong cái template này cũng có sẵn cho các bạn, cũng có sẵn cho các bạn. Ha, rồi. Đó là phần phần bên trái các bạn ha. Chúng ta tạo ra cái phần bên trái. Rồi, xong rồi chúng ta đi đến cái phần bên phải. Hai CLI xong ha. Phần bên phải các bạn cũng thấy tương tự. Chúng ta cũng có chia ra hai phần, đúng không nào? Thì các bạn sẽ thấy cái phần bên phải đâu, header right đây. Header right chúng ta có ba cái, ba cái đây. Thì các bạn thấy là đầu tiên là cái giỏ hàng của chúng ta. Thì chúng ta có một cái class của nó, chúng ta sẽ là symbol card này các bạn, total. Cái class này các bạn phải đặt giống nhau là chữ symbol card total. Thì trong cái file jQuery mà liên quan đến cái symbol card tôi nói khi nãy á, cái thư viện jQuery để nó giúp ích cho các bạn tạo cái giỏ hàng. Thì khi chúng ta ghi như khai báo như vậy thì nó sẽ tự động nó lấy trong jQuery và nó tính tổng vào đây cho các bạn. À, tính tổng vào. Và đây là cái số lượng, cái quantity. À, quantity là các bạn cũng ghi là symbol card gạch dit quantity. À, thì trong cái file jQuery mà liên quan đến symbol card nó cũng hiểu cái jQuery ở chỗ này. À, nó sẽ hiểu đúng cái ID này và nó sẽ điền cái giá trị vào cho các bạn, điền cái giá trị vào. À, rồi một cái giỏ hàng, à, một cái hình giỏ hàng. Được chưa nào, một cái hình giỏ hàng. Và tiếp theo là nó có một cái liên quan gì các bạn? Đây trong là nó thêm cái empty card. À, thì đây cũng là một cái sự kiện empty card khi bấm vào cái là nó cũng dùng gì các bạn, cái dùng jQuery trong cái symbol card nó xóa hết cái thằng này đi, nó reset đó, nó xóa hết, được chưa? Thì tất cả những cái này nó đã viết sẵn cho các bạn nằm trong cái thằng này đây, symbol card đây này các bạn ha. À, nhưng mà nó chấm min cho nên đã mã hóa rồi, cái này mã hóa rồi. À, mã hóa rồi. Và để các bạn cũng có thể, tôi chỉ các bạn là chúng ta giải mã cái này xài được luôn, chúng ta Ctrl C Ctrl V ha. À, để chúng ta muốn đọc thì chúng ta có thể xài cái chữ gì các bạn? À, chúng ta xài là gbeautiful. Đây, gsbeautiful. Đây là các bạn, nghĩa là nó sẽ định dạng, chúng ta dán ở đây nha. Dán. Rồi, chúng ta bấm phát. Đó các bạn. Thì nó định dạng cho chúng ta để chúng ta có khả năng đọc được. À, nó khả năng đọc được đây các bạn. À, còn hồi nãy nó minify rồi, chúng ta không đọc được. Còn thằng này nó đọc được. À, tuy nhiên cái thằng này nó cũng đã bị mã hóa rồi, các bạn thấy này, nên những ký tự là SKE này đã nó bị mã hóa rồi đó các bạn. À, mã hóa chúng ta có thể đọc để chúng ta tham khảo thôi. À, tham khảo mấy cái này. À, tham khảo những cái này đó, thì thằng này đã viết và chúng ta xài cái JSBeautiful này để chúng ta có khả năng là chúng ta dán vào và chúng ta định dạng nó để chúng ta dễ đọc hơn. Còn trong này chúng ta không đọc được, đúng không nào? Không đọc được.
Còn đằng này là chúng ta đọc được, chúng ta muốn có thể, đôi lúc chúng ta muốn sửa thì các bạn sửa, nhưng mà khi chúng ta sửa thì chúng ta phải cẩn thận. À, lớn sửa là gì các bạn coi chừng là nó sẽ bị đụng và nó bị sai, cho nên chúng ta sửa thì chúng ta phải cẩn thận, chúng ta test cho kỹ, test cho kỹ. Từ kia nào, khi chúng ta muốn sửa thì chúng ta phải biến thành file này, rồi chúng ta sửa rồi chúng ta copy chúng ta dán vô lại, ok đúng không nào? Đó là symbol card, symbol card, quay lại, rồi, quay lại, rồi thì những cái này nó sẽ có sẵn ở trong đó các bạn ha, khi chúng ta làm. Rồi tiếp theo là chúng ta đã làm được cái header rồi đúng không nào? Chúng ta đã xong cái thằng header, chúng ta gom lại header coi như xong, header right, header top xong này, container, rồi phần header coi như xong đúng không nào? Header là xong. Bây giờ chúng ta đi đến phần banner top, đây cái phần này, cái phần banner top này. Thì trong phần này chúng ta cũng chia làm hai khu vực, một cái chúng ta bỏ cái logo và một phần là chúng ta menu hay là navigation, navigation. Thì cái navigation này cũng tương đối phức tạp, khi các bạn bấm xuống nó có những cái menu nhiều cấp, nhưng mà nó dàn cái menu dàn rất là đẹp đúng không nào? Chia làm ba lô ở dưới này nữa, này hai lô chẳng hạn, thì chúng ta cũng sử dụng Bootstrap, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từ từ nha. Banner top rồi chúng ta chia, chúng ta cũng xài cái container, tại vì sao các bạn? Bởi vì chúng ta không muốn full, thì container là nó một cái box đúng không nào? Cái box trong đây Bootstrap của chúng ta, container nó định nghĩa cái độ width của chúng ta, width của chúng ta. Rồi đây các bạn cũng thấy chúng ta sẽ đi đến cái thằng đây nap ha. Đây chúng ta có cái nap này các bạn, chúng ta có cái thẻ nap, tôi đã cũng hướng dẫn cho các bạn cái thẻ nap này rồi đúng không nào? Cái thẻ nap chúng ta đã hướng dẫn rồi. Trong cái nap chúng ta chia đây, chúng ta cũng ghi nap ba default nap ba default chúng ta đã có rồi, là tạo cái navigation. Một bên là brand nap ba header, đây nap ba header một phần bên trái ha. Thì phần bên trái các bạn cũng có thể là gì các bạn, chúng ta chạm cái toggle đây các bạn, cái toggle là khi này nè, đây đây là cái toggle nè nha, khi chúng ta kéo lại thì nó cũng đã dàn sẵn giống hệt những cái tôi đã chỉ cho các bạn xài cái nap ha. Nap ba toggle collab là ban đầu là tự động nó collab ha, khi người dùng bấm thì cái này nó sẽ biến thành cái css khác ha. Đây là một cái button collab đó các bạn ha, các bạn thấy ba cái icon này, ba cái biểu tượng này nè các bạn, đây khi chúng ta như vậy nó đây các bạn, ba cái này tôi đã hướng dẫn cho các bạn trong cái phần tạo navigation rồi đúng không nè. Thì bây giờ các bạn cứ vậy chúng ta apply vào chúng ta cũng tạo cái nap, nap header, rồi có cái button nè, navigation nè, có cái logo cho cái brand, cái logo, rồi cái chữ. Thì khi mà chúng ta click trên này, chúng ta đi đến cái trang chủ của chúng ta là nó gắn vô cái index. Đây là chúng ta điều khiển cái logo và cái toggle, khi mà người dùng kéo vào kéo nhỏ lại thì nó sẽ xuất hiện trong header. Rồi bây giờ cái phần bên gì các bạn, chúng ta đi đến cái phần bên tay này, bên tay này, đây là URL, cái phần nap bên này chúng ta tạo ra cái URL và chúng ta cũng nap ba nap đúng không nào, nap ba nap. Thì cái URL này bây giờ chúng ta suy nghĩ nè, chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 6, đây các bạn nhìn URL 6 cái LI, 1 2 3 4 5 6 cái LI đúng không nào, chúng ta định nghĩa là 6 cái LI. Và chỗ này như tôi có trình bày các bạn thấy nó có ba cái thằng drop down đúng không nào, ba cái drop down. Thì chỗ này chúng ta cũng có gì các bạn, drop down, chúng ta khai báo đáp bằng drop down, và trong Bootstrap nó cũng hiểu luôn cho các bạn drop down là cái gì luôn rồi, drop down là cái gì rồi. Khi chúng ta mở thì nó thêm cái class open này các bạn, open vào được chưa nào, khi chúng ta tắt thì nó tắt đi được chưa. Đó là cái class bằng drop down là ba cái thằng có sổ xuống được chưa nào, còn hai cái ba cái thằng này không có thì nó không có gì cả được chưa. Rồi bây giờ đi đến cái menu đầu tiên, menu đầu tiên cho các bạn thấy. Nó dần rồi, banner top, drop down, đây. Đây, tôi đi xuống LI cái home này các bạn. Home thì đơn giản, LI này cực kỳ đơn giản là chúng ta chỉ có liên quan đến index xong, gắn cái đường link vào cho nó. Còn những cái CSS mà chúng ta hover như thế này nè, thì chúng ta sẽ làm trong cái file CSS của chúng ta. Coi như là LI xong, home xong. Rồi đến cái drop down, bây giờ các bạn nhìn thấy drop down được chưa? Và các bạn nhớ khi mà drop down thì chúng ta có thêm một cái thẻ A để nó collab lại, đây nè các bạn, thẻ A bên này nè, đây nè các bạn, đó thẻ A này. Thì cái thẻ A là chúng ta có là chúng ta khai báo là drop down toggle đó, chỗ này nè các bạn, tôi cũng đã hướng dẫn các bạn trong cái tạo ra cái menu, cái navigation là đúng không nào, data toggle là bằng drop down đúng không, đó caret này các bạn, tạo ra những cái thằng caret là cái mũi tên sáu xuống này nè được chưa, và cái tên của nó thì đây là một cái nút chúng ta tạo để chúng ta khả năng bấm drop down được chưa. Rồi bây giờ đến drop down thì chúng ta đi vào chi tiết cái drop down của chúng ta, chi tiết drop down
Thì trong drop down này chúng ta định nghĩa cho nó một cái gọi là column 3. Thì các bạn thấy nè, là drop down menu và chúng ta multi column, drop down menu multi column, và các bạn thấy nè, trong bút tráp nó định nghĩa sẵn cho các bạn luôn. Định nghĩa sẵn rồi các bạn ha. Và trong cái file style này, cái file style của chúng ta, file style thì chúng ta có những cái media stream. Thì cái media giống như tôi nói rồi là chúng ta để định nghĩa ra những cái liên quan đến CSS3. Và định nghĩa chỗ này là chúng ta có nghĩa là chiều width của chúng ta nè, max width là nếu như lớn nhất là 1028 thì chúng ta cái muốn cái min width của nó là cái chiều là chiều rộng tối thiểu là 520 chứ không được nhỏ hơn, không được nhỏ hơn. Và các bạn thấy nó sẽ định nghĩa những cái column 3 này các bạn, column bằng 3 này. Đây. Cái này là chúng ta tự định nghĩa column 3 này các bạn, đây column 3 này. Có nghĩa là chúng ta muốn chia làm 3 cái column ở phía dưới này, 3 column ở phía dưới này, và cái chiều rộng nếu như ở màn hình là max cái màn hình là 1280 thì tôi muốn nó là 520. Tôi muốn nó là 520 các bạn ha, muốn là 520 được chưa, cho nên đây là 520 này các bạn ha. Rồi chúng ta có gì, có cái menu này xong là đúng không nào, đây khi mà drop down bạn bấm này thì nó drop down xuống cái UL này, và trong UL này rõ ràng chúng ta phải chia bootstrap đúng không, chúng ta chia bootstrap làm sao, một cột, hai cột và ba cột ha. Để chia bootstrap ba cột đầu tiên chúng ta buộc phải có một cái row này, clip lắc bằng row ha, clip bằng row. Trong row này chúng ta chia làm ba cột, chia làm ba cột, và các bạn thấy nè, class bằng column small, media small đúng không nào, 4 column 4, small 4. Vậy là chúng ta chia ba cột, một cột nè các bạn, các bạn nhìn trên này nha, một cột, hai cột, ba cột, được chưa nào. Rồi tôi lấy một cột để demo cho các bạn, một cột thì chỗ này các bạn thấy là gì, trong cái cột đầu tiên này chúng ta muốn trỏ đếm nè, chúng ta tạo ra 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 năm cái, có nghĩa là chúng ta phải xài cái UL đúng không nào, và chỗ này là một cái heading. Cái này là một cái heading các bạn ha, một cái heading. Đây, bạn nhìn thấy nè, đây. Chúng ta có UL thì chúng ta có cái heading nè, heading là new, và sau đó chúng ta có 6 cái LI. Chúng ta có 6 LI và mỗi LI nó liên kết đến cái thẻ của chúng ta ha. Và để điều chỉnh CSS thì các bạn có thể vào cái file style của chúng ta nè. Chúng ta điều chỉnh những CSS, ví dụ list style bằng 5 chẳng hạn. Đó, chúng ta điều khiển hết một loạt luôn. Được chưa nào? Đây là chúng ta điều khiển trong file CSS của chúng ta. Thì tương tự cho gì các bạn, cho hai cái column còn lại. Đây hai column còn lại. Hai column còn lại, được chưa nào, chúng ta làm giống hệt như vậy, cũng có UL và những thằng này, đó là hai column tương tự còn lại. Và các bạn thấy có một cái là clear fit, clear deep clear fit, có nghĩa là chúng ta muốn là clear để đảm bảo rằng là nó xóa những thuộc tính float để nó không ảnh hưởng đến những cái thằng khác ở phía sau này, là chúng ta xài cái clear fit. Thì trong clear fit này bootstrap nó cũng đã định nghĩa sẵn cho chúng ta, đây clear fit này các bạn. Clear fit trong bootstrap nó sẽ định nghĩa cái clear fit cho các bạn luôn. Bootstrap đây clear fit before này các bạn, nó sẽ thay đổi hết ha. Clear fit after này là nó xóa clear fit đây các bạn, clear bằng boss này các bạn, đây có nghĩa là nó clear bằng boss, có nghĩa là nó đang clear tất cả những cái liên quan đến cái float để nó không ảnh hưởng khi mà chúng ta xài xài chế độ float. Thì cái thằng này khi các bạn làm xong ba cột này, cái chúng ta khai báo cái clear fit để nó xóa những float và nó không bị ảnh hưởng, nó không chạy về cho những chỗ khác, không chạy dòng, không chạy chạy cột, không chạy dòng, không chạy cột, được chưa nào, là chúng ta sẽ clear fit mà bootstrap đã cung cấp cho các bạn. Thì tương tự như vậy, bây giờ tôi đi đến cái thằng này xong đúng không nào, xong chúng ta xong cái drop down này rồi thì chúng ta đi đến cái drop down thứ hai ha. Drop down thứ hai của chúng ta cũng chia làm 1, 2, 3 column ha. Drop down này open chia ra cũng có cái toggle đúng không nào, cái a toggle và ul chúng ta chia làm 3 column, nó cũng là column 3 này. Để cả ba column chúng ta phải có cái row đúng không nào, có row trong này, cái row chúng ta chia làm 3 column và có clear fit, được chưa nào. Rồi tương tự cho đến cái thằng này chúng ta chia làm 2 column, bạn nhìn thấy chúng ta column 2 chúng ta định nghĩa là column 2 và chúng ta chia 2 column thôi, chúng có row và 2 column thì là 66 đúng không nào, 66 là 10 12, và chúng ta cũng chia 66, và cứ như vậy các bạn chia cho đến xong thì chúng ta sẽ được cái phần header giống như thế này. Phần header giống như thế này, được chưa nào, là chúng ta đã được cái header ha, header được chưa. Thì trong cái bài này tạm thời chúng ta dừng ở đó ha. Bài tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn từ cái slider trở xuống cho các bạn ha, slider trở xuống. Rồi cảm ơn các bạn ha.